Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn cách móc một chiếc áo ghép họa tiết từ những cái hình tròn lớn như thế này và những cái hình tròn nhỏ như thế này nhá. Nguyên liệu mình sử dụng cho sản phẩm này đó là sợi cốt tông gấu. Thì cái sợi này bây giờ thì cũng còn khá là ít thôi, ít người bán ý. Thì mọi người cũng có thể sử dụng những cái sợi cỡ sợi tương tự như là sợi cốt tông Việt Nam này, một số các loại sợi Susan, cỡ sợi của nó. Và mình sử dụng kim là kim 2.0mm. Ngoài ra thì mình sử dụng đến kéo và kim khâu nữa thôi. Đầu tiên thì mình sẽ móc những cái họa tiết hình tròn lớn như thế này. Nó sẽ chỉ có hai loại là họa tiết hình tròn lớn và một cái họa tiết nhỏ nữa để nối ở góc. Mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật nhé. Các bạn lên 2 mũi bính. Sau đó thì mình sẽ móc 15 mũi kép nữa vào trong cái vòng tròn ma thuật này. 1 2 3 4 5 2 cái mũi bính bắt đầu ấy. 2 cái mũi bính bắt đầu thì mình cũng sẽ coi là một mũi kép. Và mình sẽ coi như là mình sẽ có 16 mũi kép ở hàng 1. Các bạn kéo cái vòng tròn ma thuật này cho nó nhỏ hẳn lại nhé. Sau đó thì nối một trượt vào cái mũi kép đầu tiên. Là kết thúc hàng 1. Sang hàng thứ 2 thì mình cũng sẽ móc là 2 mũi bính. Mình coi là một mũi kép. Các bạn móc một mũi bính nữa. Theo họa tiết thì vào, các bạn sẽ móc vào từ chân kép đầu tiên này. Một kép, một bính. Sang chân tiếp theo, một kép, một bính. Cứ như vậy, một kép, một bính. Các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng. Đến cuối hàng thì mình sẽ nối vào cái mũi bính thứ hai khi bắt đầu nhé. Một trượt là xong hàng thứ hai. Sang hàng thứ ba thì các bạn sẽ móc một trượt vào cái khoảng trống một bính. Móc hai mũi bính. Sau đó thì các bạn móc một mũi kép chập hai vào đây. Thì mình sẽ coi như đây là một mũi chập ba. Sau đó móc hai mũi bính. Và móc tương tự sang khoảng trống một bính tiếp, các bạn móc mũi chập ba. Trung chân nhé. Hai mũi bính. Lặp lại tương tự. Nhầm, 3. Chập vào là 1. 2 bính. Tương tự như vậy các bạn lặp lại cho đến hết hàng. Đến cuối hàng sau 2 mũi bính thì mình sẽ móc một trượt vào cái mũi chập đầu tiên này. Để kết thúc hàng này ạ. Đến hàng thứ tư, các bạn một trượt vào khoảng trống 2 bính. Móc 4 mũi bính. Sau đó móc 3 kép vào tại cái khoảng trống 2 bính này. Mình móc một trượt sang khoảng trống bên cạnh. Rồi lại móc 4 mũi bính. Móc 3 mũi kép vào khoảng trống này. Một trượt vào khoảng trống tiếp. Rồi lại 4 bính. 3 kép. Một trượt. Và lặp lại tương tự cho đến khi hết hàng nhé. Đến cuối hàng thì các bạn sẽ móc một trượt vào cái khoảng trống đầu tiên nhé. Để kết thúc hàng 4 ạ. Sang hàng thứ 5. Hàng thứ 5 các bạn sẽ bỏ qua cái mũi bính đầu tiên. Đầu tiên ở dưới này này. Thì mình móc một trượt này. Hai trượt này. Đến đây là còn một bính đấy. Thì mình sẽ móc một bính, sau đó là một đơn vào cái khoảng trống này. Móc 5 mũi bính. Rồi một đơn
vào cái khoảng trống 4 bính ở đầu bên này. 5 bính. Tương tự như vậy thì mình sẽ móc cho đến khi hết hàng và nối một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên để kết thúc hàng này. Đến cuối hàng thì mình cũng sẽ nối một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên để kết thúc hàng thứ 5. Sang hàng thứ 6 thì mình sẽ móc một trượt vào cái khoảng trống 5 bính này để bắt đầu. Sau đó thì sẽ móc 2 mũi bính. Trên mỗi một khoảng trống 5 bính ấy thì mình sẽ móc là 5 mũi kép. Thì ở cái vị trí đầu tiên thì 2 mũi bính này mình coi là một mũi kép thì các bạn sẽ móc 4 mũi kép nữa. 1 2 3 4 là coi như có 5 nhá. Sang khoảng trống tiếp theo thì mình móc bình thường là 5 mũi kép đơn. 2 3 4 5. Tương tự như thế. 1 2 3 4 5. Các bạn lặp lại tương tự đến khi hết hàng và nối một trượt vào mũi kép đầu tiên để kết thúc hàng này ạ. Tiếp đến là hàng thứ 7. Hàng thứ 7 thì mình sẽ móc họa tiết là một kép hai bính lặp lại 20 lần. Thì đầu tiên các bạn sẽ móc 2 mũi bính, mình coi là một mũi kép. Móc tiếp 2 bính nữa theo họa tiết. Các bạn sẽ cách ra một chân, thì là chân mũi đầu tiên này, móc mũi kép tiếp theo, một mũi kép. Sau đó là 2 mũi bính. Cách 1, móc một kép. 2 bính. Cách 1, móc một kép. 2 bính. Cứ như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng nhé. Đến hết hàng thì sau 2 bính mình cũng sẽ nối một trượt vào cái mũi bính thứ 2 ấy, khi bắt đầu. Ở hàng tiếp theo thì các bạn sẽ móc cái họa tiết như sau. Mình móc ở đây một trượt, một bính, một đơn. Sau đó các bạn sẽ lặp lại cái họa tiết này, một bính này. Sang khoảng trống 2 bính bên cạnh các bạn móc một kép, một mũi hạt, 3 bính ạ. Một trượt, một kép nữa, 3 bính, một trượt. Tiếp đến cũng một mũi kép nữa, 3 bính, một trượt. Mình sẽ có 3 mũi kép và 3 hạt như thế này. Sau đó một bính. Được khoảng trống bên cạnh mình móc một đơn. Các bạn sẽ lặp lại tương tự như vậy là một bính, một kép, 3 bính, một trượt, 3 bính, một trượt, một kép nữa, 3 bính, một trượt, một bính, một đơn vào khoảng trống tiếp theo. Thì cứ tương tự như vậy các bạn sẽ móc hết cho được 20 cái cụm như thế này thì sẽ được kết thúc một cái hình tròn ban đầu nhá. Và nối một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên để kết thúc hàng này. Với chiếc áo này thì mình sẽ ghép nối cái mảnh hình tròn lại với nhau. Có thể là hình tròn to, nhỏ và cái vị trí nối có thể là 2 hoặc 3. Giữa các hình tròn lớn với nhau thì sẽ là 3. Còn cách nối thì sẽ giống nhau nhé. Đó là mình sẽ thay cái khi mà móc đến cái mũi hạt thứ 2 ở giữa ấy, thì mình sẽ nối tương ứng sang bên cạnh. Thì đây mình sẽ dẫn các bạn cách móc nhé. Thì mình cũng đi họa tiết bình thường là một bính này, sau đó một kép, 3 bính, một trượt, một kép. Mũi thứ hai thì mình sẽ cứ móc một bính thôi. Sau đó các bạn sẽ móc tương ứng là một trượt và cái phía đối cái mũi cũng chính giữa như thế. Một trượt. Sau đó móc thêm một bính nữa. Rồi mình sẽ lại quay lại bên này móc một trượt. Tiếp tục móc một kép. 3 mũi bính.
một trượt là xong họa tiết của một cụm, thì mình sẽ móc một bính, một đơn sang bên cạnh. Tương tự như thế thì sẽ là một bính, một kép, ba bính, một trượt này, một kép, ba, một bính thôi. Và sang bên này cũng nối tương ứng, một trượt rồi một bính. Mình quay lại móc tiếp bên này, rồi lại một kép, ba bính, một trượt, một bính, một đơn. Mình sẽ nối thêm một điểm nữa đối với cái hình tràng to. Mính một đơn. Thì sau khi đã nối xong được cái ba điểm như thế này ấy, ba điểm như thế này, thì tùy vào cái cạnh bên này mình có nối với hình tròn nào không thì mình sẽ móc nối tương tự. Còn nếu không ấy, hoặc nhưng mà mình cũng nhớ là sẽ có những cái điểm cách nha nhé. Và thì sau đó mình lại nối tiếp. Còn trong trường hợp ví dụ như là mới chỉ là nối mảnh một cạnh thôi thì các bạn sẽ lại móc tiếp họa tiết bình thường cho đến hết hàng. Và những cái họa tiết sau thì mình sẽ nối. Ở hàng đầu tiên thì mình sẽ móc 8 cái hình tròn nối với nhau thành một vòng. Ở đây đã có 7 rồi. Thì cái hình tròn thứ 8 ý, thay vì nối ở một cạnh như hàng trước thì mình sẽ phải nối ở hai cạnh. Tức là các bạn sẽ móc đến hàng cuối cùng thì sau khi móc một vài cụm đi hoặc là một cụm cũng được, mình sẽ nối vào cạnh này ba cái cụm ấy. Ở ba hạt, sau đó thì mình lại móc bình thường sang bên này rồi nối vào bên này, rồi nối vào ba cái cụm bên này, sau đó lại móc tiếp về vị trí bắt đầu để kết thúc hàng, là mình sẽ được nối thành được một cái vòng tròn thân áo. Mình đã nối xong cái mảnh cuối cùng rồi đấy ạ. Thì mình sẽ được một cái vòng như thế này, vòng áo. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ nối thêm một hàng nữa bên trên. 8 cái hình tròn như thế này nối lên bên trên nhá. Thì cái hàng đầu tiên thì mình sẽ nối là ở trên. Các bạn nhớ là mình sẽ chừa ra hai bên nhá, là hai cụm nhá. 1 2, mình nối vào ba cái cụm chính giữa, nối lên trên ạ. Hình 1, hình 2 thì hình 2 nối vào cạnh này. Ở góc, ở cái chỗ góc này thì sau đó nó sẽ có 8 cái cụm thì mình sẽ móc một cái hình tròn nhỏ mình nối sau. Thì mình sẽ móc nối tương tự lên bên trên này, một cái hàng 8 hình tròn nữa. Các bạn sẽ móc với 16 8 cái hình tròn nối vào với nhau ở tổng một hàng như thế này. Là xong cái phần thân áo, sau đó thì mình sẽ đi lên cổ và tay áo á, vai và tay áo. Thì các bạn, ở đây mình đã móc một chút ở bên tay rồi. Thì các bạn nhá, mình sẽ chú ý là các bạn sẽ để một nửa như thế này ở dưới nách. Đây ạ. Bên này thì mình cũng sẽ làm tương tự nối lên như thế này. Tức là một hình tròn nó sẽ ở phía dưới nách và khi mà mình gập thì nó sẽ như thế này. Phía bên trên cổ áo thì mình sẽ dùng 3 cái hình tròn để nối như thế này, 1, 2 và 3. Cái phần mình sẽ nối thêm 3 cái hình tròn nữa sang phía bên này thì nó sẽ khó móc hơn một khó quan sát hơn một chút. Đây là mình sẽ móc từng mảnh và sẽ chỉ cho các bạn để các bạn nhìn thấy rõ hơn những cái điểm mà sẽ nối với nhau ạ. Mảnh dễ nhất là các bạn sẽ móc giúp mình một cái mảnh bên trên này và nối với cái hình tròn cũng chính giữa vai là ba điểm tương tự thôi. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu mới nối xuống cái hình tròn dưới này nhá. Mảnh thứ hai thì cái mảnh tròn thứ hai thì mình sẽ nối bắt đầu từ bên trên này, 3 điểm trước, sau đó thì nối với sang bên này. Sang bên tròn bên này cũng 3 mũi như thế, cách nối thì tương tự thôi. Chỉ có cái ở bên dưới thân này, cái chỗ này là chỗ eo của mình ấy, xuống eo của mình ấy. Thì cái phần nách các bạn ở chỗ này các bạn mình chỉ nối 2 thôi.
Cái mặt bên này mình sẽ nối vào cái hình tròn sau để mình tạo cái ống tay áo ở đây. Ống tay của mình nó chỉ nhô ra một chút như thế này thôi. Các bạn có thể bắt đầu nối từ đây cũng được, không bắt đầu nối từ đây. Mình lựa rồi mình đi vòng như thế này để nó xuôi chiều tay. Sau đó ở mặt sau thì mình sẽ nối mảnh thứ ba. Các bạn sẽ chú ý một chút là đây ạ, mình sẽ nối nhá. Ở cái phía dưới 3 mũi, 3 điểm nối thì các bạn sẽ nhìn cho mình. Một điểm nối đầu tiên các bạn sẽ nối vào cùng với cái mảnh đằng sau của nó. Cái vị trí góc như thế này. Cái đầu tiên thì mình sẽ nối vào cái mảnh đằng sau của nó. Còn hai điểm thì mình sẽ nối chung, một điểm nối chung với cái mảnh ở dưới này, dưới nách này. Sau đó điểm bên này. Cho nên nó sẽ hơi khó nhìn một chút. Các bạn nôm na là khi mà mình đặt cái miếng thứ ba vào ấy, các bạn nhìn thế này, thì miếng đầu tiên các bạn sẽ nối với cái vị trí ở đằng bên cạnh này, sau đó đến hai cái điểm này ở dưới nách. Sau đó thì mình sẽ móc bình thường. Nối bình thường mỗi cái mảnh này đều là nối 3 điểm bên này. Rồi kết thúc thôi. Các bạn nhìn như này sẽ dễ hơn. Như này một bên này thì tương tự như thế, các bạn sẽ móc với cái phía bên này, bên còn lại của tay áo, cái phần ở giữa còn một hình tròn thôi sẽ là phần cổ áo. Mình sẽ móc sang bên này một tay áo với 6 cái hình tròn tương tự. Sáu cái hình tròn tương tự bên này. Và trên cổ áo nhá, thì mình sẽ móc 4 cái hình vuông hình tròn nhỏ như thế này để nối vào 4 cái cạnh này. Cái mép cổ áo á, các bạn nhìn thấy đây là cái chỗ cổ áo đi lên này. Thì mình còn một chỗ mình chưa nối ở đây, mình đã nối 3 rồi, 1 2 3. Cái chỗ này nó nối khác so với những vị trí còn lại. Đó là thực ra vẫn là cái mảnh hình tròn nhỏ này, nhưng mà ở cái những cái khoảng trống như thế này thì các bạn sẽ nối ở 8 điểm. Hai nối với hai cái cụm này ở trên mỗi một cái hình tròn xung quanh. Tức là mình có 4 hình thì mỗi hình mình nối 2. Cái này nó sẽ có 8. Riêng chỉ ở cái vị trí mà trước cổ áo này thì các bạn sẽ chỉ nối 6, do là mình đã bỏ khuyết cái hình một cái hình tròn ở đây để làm cổ áo rồi. Thì ở đây nó sẽ dư ra 2 như thế này. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc cái hình tròn nhỏ này nhá. Hình tròn nhỏ này đầu tiên thì các bạn sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Và mình sẽ móc là 16 mũi kép, thì trong đó có 2 mũi là bằng 2 bính thế ạ. 2 mũi bính này mình coi là 1 mũi kép nhá. Các bạn móc tiếp 15 mũi kép nữa. Nó giống như khi bắt đầu cái hình tròn to đấy ạ. Coi như là mình đã có 2 này, 3 này. 1 2 và 3. Các bạn sẽ móc tiếp tục. Tổng mình sẽ có là 16 mũi, trong đó là 1 mũi được coi bằng 2 mũi bắt đầu này. Đến cuối hàng thì mình cũng nối một trượt vào mũi kép đầu tiên để kết thúc hàng này. Sang hàng thứ hai các bạn sẽ móc 2 mũi bính mình coi là 1 kép, sau đó là 2 mũi bính theo nữa. Họa tiết ở hàng này mình sẽ cứ móc là 1 kép và 2 bính. Thì ngay tại chân đầu tiên các bạn móc 1 kép, 2 bính, 1 kép, 2 bính. Cứ tương tự như vậy thì mình sẽ có tất cả 16 cái ô như thế này. Đến cuối hàng thì mình sẽ nối một trượt vào mũi bính thứ hai khi bắt đầu. Tiếp đến thì mình sẽ móc cái phần hàng nối của cái hình tròn nhỏ, cũng sẽ móc giống như hình tròn to nhé. Cái phần không nối thì mình sẽ móc là 3 kép và cái mũi hạt bình thường thôi. Thì ở đây mình cũng một trượt sang khoảng trống bên cạnh. Một bính, một đơn. Các bạn móc một bính, rồi móc 3 kép 3 hạt đấy. 2, 3 bính, một trượt để tạo hạt. Tương tự. Một bính, một đơn và vào khoảng trống tiếp. Thì tương tự nhá, cái khoảng riêng chỉ có 4 cái vị trí này này là mình sẽ có 2 cái điểm thừa không nối thôi. Còn ở các cái hình tròn khác, ví dụ như bên dưới này, thì mình sẽ nối hết 8 điểm. Một cái hình tròn này nó sẽ có 8 điểm nối, 8 cụm nối. Các bạn có nhìn thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Thì ở những cái điểm như thế này thì mình sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Còn ở riêng ở đây là mình sẽ thừa ra 2, thì các bạn để như thế này.
còn lại kể cả những cái hình tròn ở trong góc này các bạn cũng móc tương tự nhá. Thì mình sẽ nối, sau khi móc thì mình sẽ nối vào đây. Cách nối thì tương tự như hình tròn lớn, là mình sẽ nối ở cái hạt thứ hai thay một mũi bính bằng một mũi trượt. Thì các bạn sẽ hoàn thiện hết những cái hình tròn nhỏ ở bên trong cái ô này hay là cái góc này. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc được nửa vòng tròn nhỏ để nối tiếp. Đến là cái phần trên cổ áo này, trên cổ áo mà giữa hai cái hình tròn to với nhau ấy, và cái ống tay áo hai hình tròn to với nhau ấy, thì mình sẽ có một cái sự kết nối bằng cái nửa cái hình tròn nhỏ. Ở đây thì mình đã móc một chiếc rồi, là mình sẽ kết nối bằng nửa hình tròn nhỏ để cái phần ống này nó được thẳng hơn. Thì các bạn sẽ móc một nửa hình tròn nhỏ và sẽ nối vào với 4 điểm ở mỗi hình tròn lớn, 2 điểm bên này nối 2, bên này nối 2 nhé. Hình tròn nhỏ thì các bạn sẽ tạo vòng tròn ma thuật với lại hình tròn nhỏ thì mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật với 10 mũi kép, 2 mũi bính. 2 mũi bính này mình coi là một mũi kép rồi nhá. Thì các bạn sẽ móc thêm 9 mũi nữa. Một, hai, ba, bốn. Các bạn móc tiếp, mình sẽ kéo cái phần dây này lại. Sau đó thì hàng thứ hai các bạn sẽ móc là 2 mũi bính. Mình móc một kép vào đây ạ. Sau đó móc 2 mũi bính. Một kép, hai bính, cứ lặp lại như vậy nhé. Một kép, hai bính. Đến cuối hàng thì các bạn sẽ móc 2 mũi kép vào hai chân tiếp. Một, hai. Sang hàng thứ ba thì mình sẽ móc tương tự nhé, vừa móc và vừa nối vào cái vị trí này. Thì các bạn móc một bính, mình quay lại móc một đơn. Sau đó thì móc tương tự như cái họa tiết bình thường thôi, đó là một bính này. Ở đây mình sẽ móc là một kép, ba bính, một trượt ạ. Đến mũi thứ hai là một kép thì móc một bính, thay một mũi bính bằng một mũi trượt vào cái tương ứng này. Rồi một bính nữa, quay lại móc một trượt, một kép, ba bính, một trượt. Sau đó một bính, rồi một đơn vào khoảng trống tiếp. Tương tự các bạn lại móc một bính và nối tiếp vào 3 điểm 1, 2 và 3. Ở cuối hàng thì sẽ móc một bính, sau đó một đơn vào cái mũi bính ở phía sau rồi này. Để kết thúc hàng này nhé. Tương tự như thế thì các bạn sẽ nối hết những cái phần như thế này ở trên cái phần ống tay áo. Trên cái phần ống tay áo này các bạn sẽ nối có 3 chỗ đấy ạ, 1, 2 và 3 ở dưới nách. Đồng thời là trên cái phần cổ áo này nhá. Đây, cổ áo thì có 1, 2, 3, 4. Còn phần bên dưới thân áo thì tùy, các bạn cũng có thể móc để mình làm thẳng, hoặc là các bạn có thể để như thế này cũng được. Mình dự kiến là mình sẽ định để cái áo của mình thì mình sẽ để cái hình tròn và cái đường thân dưới áo đó tự nhiên như thế này thôi, mình không móc đường viền thẳng nữa. Tiếp đến thì mình sẽ móc một cái đường viền của áo vòng quanh này nhá. Thì nó sẽ chỉ khác một chút ở cái góc này này, nó là mình sẽ móc 8 bính ở giữa chỗ này, còn những cái khoảng khác thì mình sẽ chỉ móc 5. Và trên cái cạnh này thì mình sẽ bắt đầu từ điểm chính giữa ở trên vai này nhá. Các bạn tạo mũi bính. Ở chính thì có 3 cái thì mình sẽ lấy ở giữa. Móc một bính, sau đó thì sẽ móc một đơn.
và vẫn tại chân này. Sau đó các bạn móc 5 mũi bính. 5 mũi bính sang về cái hạt ở giữa này. 5 mũi bính nữa. 5 mũi bính nữa thì các bạn sẽ đi thẳng thẳng cái hạt này nhá. Sau đó mình sẽ móc viền qua đây thì cái tại cái khoảng trống ở đầu này mình móc một đơn này. Cho đến cái khoảng trống tiếp theo ở bên này mình móc 2 mũi đơn. Bên này vào cái khoảng một kép ở đầu á, mình cũng móc 2 mũi đơn. Tương tự như thế. Sang bên này mình cũng móc 2 đơn. Lên trên này một đơn. Sau đó móc một đơn vào cái hạt này. Rồi mình lại móc 5 mũi bính. Sang bên này móc tương tự. Một đơn rồi 5 bính. Sang chỗ này nó sẽ khác một chút là nó sẽ có là chỗ cái hình tròn nhỏ mà nó vừa đủ ý, ở dưới góc ấy. Thì ở chỗ này khác một chút thì mình sẽ móc là 8 mũi bính nhá. 5 6 7 8. Rồi vẫn móc vào cái hạt ở chính giữa này. Sau đó thì 5 bính. Một hạt. Rồi sau đó sang bên này thì mình sẽ lại móc 8 bính tiếp. Một đơn vào giữa này. 5 bính. Một đơn. Thì cứ tương tự như vậy các bạn sẽ móc tiếp nhé. Ở cái góc chỗ này thì mình sẽ có là 8 bính, còn những cái vị trí khác thì đều sẽ là 5 bính. Còn trên cái nửa hình tròn nhỏ này thì mình đã hướng dẫn rồi. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng. Đến cuối hàng thì mình cũng sẽ nối một chuột vào cái mũi đơn nhá, để kết thúc hàng đấy. Hàng tiếp theo thì các bạn sẽ móc một hàng mũi đơn. Các bạn đi lên mũi bính. Thì cứ với một cái khoảng trống 5 bính ý, thì mình sẽ móc là 5 bính. Và 8 bính thì mình... À, khoảng trống 5 bính thì mình sẽ móc 5 mũi đơn. Khoảng trống 8 bính thì mình sẽ móc 8 mũi đơn. Móc 5 mũi đơn vào đây nhé. 1 2 3 4 5. Mình bỏ qua cái mũi đơn này, móc tiếp sang bên này 5 đơn. 1 2 3 4 5. Trên cái đoạn này thì mình có bao nhiêu mũi đơn thì các bạn móc bấy nhiêu mũi đơn. 8 mũi ạ. À, 10 mũi ạ. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, 11, 12 mũi, 12 mũi ạ. 12 mũi trên cái hình tròn nhỏ này. Sau đó thì sẽ là 5 mũi đơn. Mình bỏ qua mũi đơn trên cái hạt này, móc tiếp sang bên này 5 mũi đơn. 5 mũi đơn.
chỗ này là hàng 8 mũi bính thì mình sẽ móc vào 8 mũi bính. Sau đó thì mình lại móc tiếp sang này 5 mũi đơn. Tương tự như vậy thì bạn sẽ móc đến hết cuối hàng nhé, và nối một trượt vào mũi đơn đầu tiên để kết thúc hàng này. Với chuỗi này là 12, đoạn này là 12 mũi bính, 12 mũi đơn. Trên chuỗi 5 thì là 5 đơn, trên chuỗi 8 thì là 8 đơn. Bỏ qua các cái mũi ở trên cái hạt này. Tiếp đến hàng thứ 3. Hàng thứ 3 thì các bạn sẽ lặp lại họa tiết này cho mình. Đó là một bính này, móc một đơn. Các bạn sẽ cách ra hai chân, 1 2 móc vào chân thứ 3 5 mũi kép. 1 2 3 4 5. Cách 1 2 một đơn vào chân tiếp theo. Tương tự như vậy, cách 1 2 móc vào chân thứ 3 5 mũi kép. Một đơn vào chân tiếp. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng nhé. Số mũi có thể không chế cho 6 được thì các bạn có thể là thêm bớt ở cái lúc mà mình cách này, cách 2 hoặc 3 hoặc cách 1 để nó khớp đến cuối mũi nhé. Và nối một chợt vào mũi đơn đầu tiên để kết thúc hàng này. Đây là phần cũ áo mà sau khi mà mình đã móc vào rồi đấy, nó cũng sẽ co lại một chút như thế này, nó không bị rộng như trước nữa. Thì tương tự như vậy thì các bạn sẽ móc vào cái phần ống tay áo ấy. Phần ống tay áo thì nó sẽ không có những cái vị trí hình tròn nguyên vẹn như thế này, nên nó sẽ không có cái khoảng trống 8 bính á. Mà các bạn sẽ móc trên mỗi cái nửa hình tròn này thì mình vẫn vậy là 12 mũi đơn. Sau đó thì sẽ là 5 mũi bính, rồi đến sang mỗi một cái điểm một đơn vào cái hạt ở giữa này thì sẽ là 5 bính và cứ thế thôi. Mình sẽ cho chỉ có cái cụm 12 đơn trên này, và sau đó là những cái mũi và cách nhau 5 bính tương tự như trên cái đoạn này ạ. Sẽ không có cái phần khoảng trống 8 bính thôi. À, mũi móc xích 8 bính này. Và mình sẽ móc hai cái tay áo như vậy nhá. Như vậy thì mình sẽ hoàn thiện xong một chiếc áo như thế này ạ. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.